nó đến với kênh của mình. Thì nói chung hôm nay thì tiến hành là mình buộc mấy cây na ngoài đây nè anh em. Thì nói chung á thì cái em na mấy mùa này á, khi mà cây na là được tới đây anh em đó, thì anh em thấy cái cây na này không? Nói chung là cái nguyên nhân của cây na này thì nói cho anh em sơ lược, thấy nói chung anh em nhìn vô anh em cũng biết nó, nhìn anh em nhìn về cái lá nè, nó cái lá anh em có cái độc nè, cái độc mà khi cái độc mà nó ra anh em thấy nó ra yếu xìu vậy nè đó, anh em sẽ biết cái vấn đề. Còn vấn đề mà nói chung mà cái lá mà nó xanh như thế này nè, cái độc ra yếu á, thì vấn đề thú rễ thì hầu như là theo như mình nghĩ nó không có đâu, bù rễ nó sẽ yếu, nhưng mà vấn đề là nó do thiếu nước anh em thấy không. À, nhìn cái gì vàng lá nè anh em thấy mỏng anh nó yếu, nói chung là anh em nhìn là anh em biết cái vấn đề nó có, nó bị vấn đề gì đó. Thì nè, hôm qua mình mới tưới nước, nói chung môi lên khô cực kỳ, khô bậu, khô gan hết luôn. Thì nói chung nếu mà cây này mà mình không phục hồi nước kịp á, thì thời gian sau nó rụng lá thì nó sẽ bỏ lá để nuôi cây. Còn cái mô này nè anh em, thì hôm qua nói chung là mình cũng lấy cây để mình xé nhẹ, nhẹ lên cho nó, nói chung là xé nhẹ lên cho nó xốp đất, chứ không xé lên nó cái cây này đó, anh em thấy nó ra đọt không nổi, tại vấn đề không, nó không đủ nước, từ từ rụng lá, từ từ cây chết luôn anh em. Thì cái cây xưa giờ nó bị mấy vấn đề nó chết chín đó, chủ yếu một mấy, nói chung thì hầu như là nguyên cái dàn này đó anh em. Nhìn cái cây này, cái cây này đằng đẵng đi, cái cây này nè anh em thấy không, nó cái cây khô nước như thế này nè. Còn cho anh em coi cái cây mà nước nôi đầy đủ mà cái ớt á, nó che nó phủ được á, và cái tàn nó sung á, nó sẽ khác anh em. Thì hôm qua mình có cắm cây chút nè, nên mình cố định nó lại, cái này gió lắc quá lắc. Anh em xem nè, cái cây mà đắt mà xốp á, nói chung là nó giữ được cái lượng nước á, nhất định của nó, với lại nước mà nó thông thoáng này nọ, thằng hấp thụ lượng phân tốt, anh em thấy không, cái dàn lá nó khác với cái cây thằng kia này đó. Thằng kia lá nhỏ, nó nhỏ đọt ra không nổi nữa, còn cái này anh em thấy đọt mấy ngày rất là đẹp không đó. Thì cái cây đắng hôm qua thì mình môi lên, nói chung là hai cây đó, với lại mấy cái dàn này thì nó nói chung là tầm khoảng 3 cây nó bị khô nước như vậy. Hôm qua mình tưới rất là kỹ đây luôn, thì tưới dưỡng chắc tầm khoảng đốn cải xong mình sẽ tưới dưỡng hết là cái dàn này luôn, và ở trong chổng nó chung tưới hết luôn, tại ngoài đây dò dính vấn đề ớt nè, bình thường là phân thuốc mình không dám đụng chung nữa, đụng vô cái túi trái cầm là mình chết. Thì mấy cái này nói chung là thì kỹ nó khái mới được, cho nó trong trồng vườn mà anh em thấy mà trồng vườn á, cho anh em cái con cây mới trồng nữa nè, anh em thấy không, nó bên này nó bỏ bớt một số lá nè, nó đâm lại cái mới nè. Thì tầm khoảng 2 ngày trước á mình tiến hành mình tưới, cái mình lấy gom lên em phủ lên đây, 2 ngày trước nó khô, cái bộ rất là khô luôn. Cây này mình mới trồng cách đây tầm khoảng 1 tháng gì, nó giờ nó ra độc tới đây cái tự nhiên đứng lại, do nguyên nhân do cái bộ khô rất là khô luôn, nó bỏ lá nè. Nói chung khi mà đủ nước rồi nè, nó ra mấy cái chồi mới nè, nó cái lá anh em thấy không, không có sức sống luôn. Nếu mà mình không có nhìn thấy mà không kỹ nữa đó, không coi đây, không tưới nước á, thì thời gian sau nó cũng hết đó luôn nè. Anh em tưới nước vô thì nó phục hồi lại, và nếu để lâu quá thì cây chết luôn đó. Thì nói chung là nguyên lý nó vậy đó, nước nói chung là nước thì quan trọng đó, chứ là cái vườn mà mình trồng mà mình bỏ đại anh em, thì hầu như tỷ lệ sống nó hầu như là quá thấp luôn. Thì lại trồng mà bỏ đại thì nói chung là cây nào sung được sung, như nào xấu được thì xấu luôn. Đó, anh em thấy không, mấy cây mà khi mà mấy cây mà nước nôi đầy đủ á, với lại nó thoáng được cái vàng nước, nó không bị lèn đắt nọ đó, thì thường á cái vườn mình trồng á, nguyên nhân thì nói chung ở đây trên bờ mình không làm mô anh em, chú ý mình đào lỗ để mình trồng thôi, tại bờ cao quá không cần thiết phải làm mô nữa đó. Thì cái mô nào á, nói chung là lèn đắt mình không lèn á, đắt mà xốp á, thì nói chung anh em thấy không, lá to dày bóng xanh, lá nông héo, không có bọ, không có rụng lá ẩu. Còn vấn đề mình buộc dây này thì nói chung anh em cũng biết như này, cái mùa mưa mình ở trong trống á thì mình bị gãy 2 cây á, nói chung rất là tiếc luôn. Thì bây giờ ngoài đây phải kỹ lại mới được, mấy cây nhỏ phải tiến hành buộc lại hết, còn mấy dàn ở trong trong kia thì từ từ mình sẽ tiến hành buộc lại luôn. Mình thấy nè, buộc phải cho cứng ra đi thôi. Thì đây cũng nói chung là một số cây á, anh em coi nè, thì nói chung bị ớt che lại đó, nhưng mà vấn đề cây nó vẫn phát triển bình thường anh em, tại cái lá nó đã chồi lên hết rồi, thì nó hấp thụ nắng thì bình thường, còn gác nó không có cao lên nữa, nên vấn đề là chắc là yếu, nói chung là không có ảnh hưởng tới này, kiểu là cái rễ ớt nó bắn qua, nhưng mà cây na của mình rễ nó cũng bự hết rồi, và cây na nó cũng to hết rồi, nên vấn đề là không có ảnh hưởng gì mấy anh em. Thì giai đoạn trước á, nó bị ảnh hưởng nhất là hồi xưa là cha mình trồng ở đây, không có trồng, nói chung cái vụ trước mình có quay cho anh em đó, là này là trồng ớt, trồng bắp xong trồng cây na, chắc bắt cây na còn nhỏ, có khoảng bay lớn, nhưng cây na mới trồng, mình quay clip trước anh em, hiện bay lớn nè. Lặt lá xong cái ông cha mình xịt thuốc cỏ vô cái nữa, mình tưởng đâu chết hết luôn này, nào cơ cuối cùng nó không chết. Thuốc cỏ bắp á, mà thuốc cỏ mà anh em cũng biết mà trồng bắp á, xịt chết cỏ nó không chết bắp á.
thì đưa vô cây na nằm dưới đó, đưa cây na nó cháy lá, nó cháy hầu như cháy, nói chung là cây nào cũng cháy lá hết á, nhưng mà nó nổ lá thôi, thời gian sau nó cũng hết mấy lá đó. Cái nó nói chung gà lá khác vẫn sống như này, nên vấn đề cũng không ảnh hưởng gì mấy, nên mấy cây này nó sống anh em thấy không. Mình dậm lại cây chỗ đó, cây đó thì chắc đó nó bị mình đẩy xe đẩy gom xuống ớt, nó bị chóc gốc thì chết. Còn mấy cây kia, đằng kia con cây chóc gốc nữa chết hai cây, còn nhiêu là mình dậm lại, còn mấy cây này nó không chết. Thì thôi clip mình cũng tới đây thôi. Thì cái miếng ở đây là cái miếng ớt này nè, thì miếng ớt này đang dự định là lên thêm một miếng nữa trồng na anh em. Miếng này, miếng này thì gần 7.000 mét vuông, thì ở mình tính tầm khoảng 5 công gì, 5 công hơn, 5 công mấy á. Anh em thấy không? Thì xong này mình sẽ nói chung giai đoạn này, hoặc là có thể vụ nữa, thấy vấn đề này nè, cho anh em xem vấn đề mà anh em thường hỏi sao mà mình không muốn gobe mà vô đây múc nè. Anh em thấy không? Đây cái kinh này, kinh khác là nhỏ. Thứ hai kinh này đó, nó có cây cầu này kia, cây cầu kia cái sông rất là nhỏ, bắt cây cầu qua thì nói chung xuồng ghe cũng vô không được luôn. Kinh này từ từ đó, nói chung là cũng kinh cùng đó. Xích nắng là tầm khoảng cái kinh này ngang, theo như mình ngang nước này nọ tầm khoảng 5 mét vậy. Rồi đẳng kinh cục nữa, đẳng tầm khoảng 7 miếng đất nặng là tới hết đường kinh nha anh em. Đó, còn bắt buộc phải nhờ lại cái miếng trên kinh trên kia, kinh trên kia mới thông, kinh kia lớn. Đó, nhờ bên trên kia, nhưng mà vấn đề là nếu mà miếng đất ở trên kia không có làm gì á thì mình mới mướn cù bè vô đây được. Còn nếu mà làm gì á thì cũng hơi khó, nói chung xin phép cũng hơi khó, tại vấn đề ta đang trồng rau màu hoặc là gãy này nọ đó, vô thì ảnh hưởng, nên vấn đề phải đợi nào có cơ hội á thì mình múc lên cái cho dễ. Thì nói chung là múc lên thì tiến hành là làm vườn luôn, từ đó sau là khỏe luôn đó, không có, nói chung là máy móc không ra vô nữa, chủ yếu là mình làm thêm cái đường giữa hai miếng đất này nè, cái chặn cái máy đó, cắt cái chạy với làm cái đường đan vô trong nhà mình là xong. Là cái miếng vườn là nói chung là thông thường là từ đất mình ở trong trống ra đây là cái miếng, nói chung là đi đường rất là đẹp. Đó, thì thôi tạm biệt anh em, thì mình nói chung là gắn hy vọng cho ba tháng nữa làm trái có hiệu quả. Thì nói chung là ba tháng nữa thì còn mùa thận á, nói chung làm rất là đạt luôn. Rồi để lên thêm miếng này nữa nha anh em. Thôi tạm biệt anh em, chúc anh em sức khỏe.